Q03 là cái một bộ mic là nâng cấp từ Q02 đi lên. Đó, từ cái mặt thiết kế luôn và chất lượng âm thanh của em nó thì nhiều bác nó sẽ thích là về phần cái ngoại hình nó như thế này, tại vì em này nó màu đen và xài là cũng là pin 2A luôn, có thể là xét từ tần số và điều chỉnh volume ngay trên thân mic luôn. Mic mà có bị hú đi chẳng hạn thì anh chị có thể là gỡ ra, anh chị bấm nhỏ volume lại cho em là ok, là khỏi hú, là hết hú anh chị ơi. Đầu thu của em nó thì xài bằng đầu thu như thế này. Đó, cực kỳ bền nha mấy anh chị. Anh chị được chế độ bảo hành trong vòng 12 tháng và được bao test trong vòng 7 ngày, cho nên là anh chị cứ yên tâm cho em. Đó, và kèm cho mình là hai cái chống lăng nữa, dây sạc đầy đủ luôn và cách kết nối rất là dễ dàng. Khi mà bỏ pin xong hết rồi thì anh chị cứ việc khởi động mic lên cho em, nhấn giữ cái này nha. Đó, nó hiển thị là ra được cái tần số này, pin và cuộc sống luôn. Rồi bây giờ xong xuôi thì anh chị cứ việc là kết nối cắm thử vào loa kéo cho em. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2. Bây giờ anh chị coi thử là chế độ chống hú của nó này, sát rẹt lo luôn. Lên 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, tại vì lúc nãy là em đã canh chỉnh sẵn rồi, cho nên là bỏ vào hát không hề bị hú nha mấy anh chị. Nếu như mà anh chị chơi công suất lớn hơn thì mình có thể là đứng xa hơn cho em tầm khoảng gọi là hơn 1 cho tới 2 mét thôi là không bao giờ bị hú luôn. Đó, và đây là một bộ mic không dây cao cấp Q03 nha, full kim loại và ngoại hình của em nó đây rất là đẹp luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Đó, có thể là thay thế cho bộ mic thư của nhà mình, nó xài không dây cho nó tiện anh chị ơi. Đó, đỡ phải dày xài mic có dây nhựa tùm lum tùm la, đi qua đạp vấp té rồi các thứ nữa. Đó, thì anh chị có thể sử dụng cho em con Q03 này. Đó, anh chị nào cần nó thì cứ nhấp lại vào giỏ hàng bên tay trái nha. Cảm ơn mấy anh chị.